1:37 tốc độ là 55. Tổ xử lý nhận đủ. Nhiều xe chạy trên quốc lộ 22 đoạn qua huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ngạc nhiên khi bị nữ cảnh sát giao thông tuyết còi dừng xe và thông báo vừa bị một nữ cảnh sát giao thông khác bắn tốc độ cách đó không xa. Đa số những người bị nữ cảnh sát giao thông bắn tốc độ lập biên bản xử phạt đều giải thích rằng có việc đi vội, không nhìn biển báo tốc độ trên đường, mong được cảnh sát giao thông bỏ qua, thông cảm, nhưng sau đó nghiêm túc ký biên bản. Trưa ngày 10 tháng 9 năm 2020, tổ công tác gồm 5 nữ cảnh sát giao thông của đội hình nữ cảnh sát giao thông dẫn đoàn công an thành phố Hồ Chí Minh cùng với tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông An Sương thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chuyên đề bắn tốc độ trên quốc lộ 22 hướng từ Củ Chi đi An Sương. Để thực hiện chuyên đề bắn tốc độ, trong tổ có một nữ cảnh sát giao thông với sự hỗ trợ của một nam cảnh sát giao thông mặc thường phục có mặt tại một vị trí trên đường để bắn tốc độ, cách đó 400m là nơi làm việc của tổ cảnh sát giao thông công khai. Dưới nắng nóng giữa trưa, dường như vì thấy các bóng hồng đang làm nhiệm vụ mà chỉ có duy nhất chiếc khẩu trang y tế vừa để phòng dịch bệnh vừa che nắng nên người vi phạm hầu như không cự cãi mà chấp hành và ký biên bản khi được thông báo lỗi. Là em không thấy cái biển báo lắm nên là em cũng có việc họp á, gấp á, nên là em phải đi, em cũng không để ý lắm vì sao nên không thấy, nên là nếu mà thấy thì sẽ nhận quy định, em không bao giờ chạy vượt đây. Dạ. Em không biết em bắt cái đoạn nào luôn. Cho em biết em bắt cái đoạn nào để em coi rút kinh nghiệm lần sau. Nếu em có lên đây nữa em sẽ né mà ra, không chạy quá tốc độ. Nói chung là em không bao giờ chạy quá tốc độ nhưng mà phải chấp nhận, nhưng mà không thấy thông báo như thế nào. Quá 5-7 cây nó có thể là lần đầu hoặc như thế nào nhắc nhở tài xế hoặc là như thế nào đấy thì để cho tài xế, nó như tài xế thì cũng chạy kiếm cơm thôi, làm sao mà bên ấy thì nhắc nhở tài xế có thể là tốt hơn. Tài xế bây giờ tài xế ô đường cái tải hoặc là đầu kéo rồi chẳng mấy xe mà quá thôi, đó là như cây nhẹ thì lúc người ta có thể vượt cái xe nào một tí, có thể nó quá thì đấy thôi, nhưng lúc cũng quá thôi thì đâu. 5 km đến dưới 10 km, ha, không quá 7 cây. Nếu anh chạy khoảng 64 á thì sẽ không bắn độ, mà từ 65 á, là từ 5 á, mà là 67 rồi, đó là 7 cây, quá 7 cây, quá 4 cây, có dung di từ bản luôn, từ 60 đến 64 rồi không có lập biên bản, không bắn độ, từ 65 là bắn độ bắn. Mức phạt của anh là từ 5 km đến dưới 10 km dành cho xe ô tô tải là phạt 900.000. Theo nữ cán bộ cảnh sát giao thông, họ phải sắp xếp việc ở cơ quan, nhờ người khác làm giúp phần việc của mình buổi này hoặc hôm sau làm bù. Lần đầu làm việc dưới nắng gắt có đôi chút mệt mỏi, nhưng nhờ người vi phạm đều chấp hành ký biên bản xử phạt, nên việc xử lý trở nên nhẹ nhàng hơn với những bóng hồng này. Vì chuyên đề diễn ra từ 10h30 phút đến 12 giờ nên hơi nóng phả lên từ mặt đường khiến nhiều cán bộ phải căng mình dưới nắng. Những người vi phạm cho biết làm việc với nữ cảnh sát giao thông khiến họ thấy khá lạ lẫm nhưng thoải mái vì cách hành xử nhẹ nhàng, giọng nói thuyết phục. Đây là lần đầu các nữ cảnh sát giao thông thực hiện chuyên đề bắn tốc độ nên không tránh khỏi bối rối, nhiều tình huống xử lý chưa được dứt khoát nên được các nam cảnh sát giao thông hỗ trợ. Trong gần 2 giờ đồng hồ lập chốt, tổ công tác nữ cảnh sát giao thông đã lập biên bản 18 trường hợp chạy quá tốc độ, trong đó có 6 trường hợp bị tạm giữ phương tiện vì không xuất trình được giấy tờ xe tại thời điểm kiểm tra.